một miền đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ những di sản thiên nhiên độc đáo bậc nhất trên thế giới. Với hệ thống hang động kỳ vĩ, ẩn chứa nét tinh hoa kỳ diệu của tạo hóa, cùng những bãi biển tuyệt đẹp trải dài một màu cát trắng, Quảng Bình đẹp ngỡ ngàng như thế, lắng đọng và tinh khôi. Trên dải đất duyên hải miền Trung, FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort được xây dựng trong sự giao hòa của trời và đất, của cồn cát và biển cả. Nằm trải rộng trên địa phận hai xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, quần thể nghỉ dưỡng rộng lớn với quy mô lên đến 2.000 hectare sở hữu một vị trí đắc địa lý tưởng, đủ gần cho những kỳ nghỉ trải nghiệm và khám phá cùng người thân, bạn bè tại các điểm đến du lịch nổi tiếng, nhưng cũng đủ yên tĩnh để tận hưởng một không gian nghỉ dưỡng an nhiên và thanh bình. FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort được hình thành bởi 3 miếng ghép phân khu mang những nét đặc trưng riêng biệt. Phân khu Seahorse là nơi hình thành nên hai tiểu khu độc đáo với thương hiệu FLC Lux City cùng những dòng sản phẩm nhà phố thương mại và biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng. FLC Lux City Quảng Bình, The Ocean Village mang kiến trúc dân cư hiện đại và không gian mua sắm giải trí sầm uất với các dòng sản phẩm nhà phố Ocean Shop House, Dolphin Shop House lấy cảm hứng từ đại dương cùng thiết kế mặt tiền thoáng rộng và những ban công rộng mở. Cùng những căn biệt thự Starfish Villa và Coral Villa là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế đơn giản mà sang trọng, giữa các gam màu tối giản mà hiện đại, hướng phong cách sống của chủ sở hữu lên tầm cao mới. Kế bên The Ocean Village là tiểu khu The Blue Village FLC Lux City Quảng Bình, tổ hợp biệt thự và nhà phố lấy cảm hứng từ hòn đảo Santorini xinh đẹp, pha trộn giữa hệ thống tiện ích cao cấp mang đậm dấu ấn của phong cách kiến trúc Địa Trung Hải tinh tế và sang trọng. Cũng tại phân khu Seahorse, dựa vào những mảng xanh mênh mông của sân golf, nhìn ra biển Hải Ninh dạt dào sóng vỗ, khách sạn tiêu chuẩn quốc tế là điểm nhấn của phân khu Seahorse tại quần thể FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort. Hơn 500 phòng khách sạn tiêu chuẩn quốc tế vừa hội tụ những tinh hoa kiến trúc Địa Trung Hải, vừa mang đến không gian nghỉ an nhiên, thanh bình và thư thái. Phân khu Seaper là nơi giao thoa của những phong cách thưởng lãm với biệt thự sang trọng, nhà phố sầm uất cùng không gian du lịch, giải trí sôi động. Đây cũng là nơi hình thành nên tiểu khu biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại Western Village lấy cảm hứng từ cuộc sống thanh bình và rất đỗi ung dung của miền Tây nước Mỹ, nơi mỗi ngày là một khung tranh để tô vẽ những điều kỳ diệu với những dòng sản phẩm đẳng cấp. Sea Star, phân khu cuối cùng tại FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort là nơi cuộc sống thăng hoa với những sắc màu cảm xúc. Tại Sea Star, hàng loạt dịch vụ tiện ích cao cấp riêng biệt luôn sẵn sàng để mang đến những trải nghiệm tuyệt vời của chuẩn mực sống 5 sao. Tổ hợp sân golf 18 hố liên hoàn dạng links tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất Việt Nam. Cầu cảng FLC Quảng Bình, bến đỗ đón những chiếc du thuyền sang trọng bậc nhất thế giới. Đại dương chưa bao giờ gần đến thế, với hệ thống khách sạn mini sắc màu nhiệt đới được xây dựng ngay gần bờ biển. Quán bar ven biển với các loại bia hảo hạng. Công viên đại dương Ocean Park. Con đường lễ hội, nơi diễn ra các hoạt động nghệ thuật văn hóa sôi động. Night Safari Park, sở thú đêm đầu tiên của Việt Nam. Và còn rất nhiều những điều tuyệt vời khác nữa. FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort, nơi những giá trị vật chất và tinh thần cùng được tôn vinh trong bản giao hòa trác tuyệt giữa nghệ thuật, ánh sáng cùng những cung bậc âm thanh và sắc màu của cuộc sống. FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort, khơi nguồn sống mới, một sản phẩm của tập đoàn FLC.